Em tên là Nguyễn Văn Dầu, em sinh năm 92 ạ. Em đến từ thị xã An Nhơn Bình Định ạ. Tại em đang làm điều dưỡng nha khoa ạ. Còn đây là chồng em ạ. Dạ, em xin chào chị Lộ Lộ. Em xin chào anh Nam luôn ạ. Em là Văn Nam. Năm nay em 31 tuổi ạ. Em đang kinh doanh anh, buôn bán anh. Bán vàng hả Nam? Dạ không, vậy buôn bán ăn uống điểm tâm cho các bé. À thì mình nói điểm tâm đi. Chị thích với người bán vàng lắm em. Như anh Tuân anh cũng bán đồ đó, mà anh cũng nói chị, anh nói cụ thể lúc đầu chị cũng tưởng đâu là anh bán vàng chị theo đuổi. Nhưng sau này chị biết anh bán máy móc cơ khí nó không phù hợp nữa. Quê luôn. Quê luôn. Như thường lệ của chương trình thì cơ duyên nào đem bọn em đến với nhau và bây giờ mình đã quen nhau được bao lâu rồi ha? Cuối năm 2010 thì lúc đó em ra sinh viên năm nhất trường cao đẳng y dược Đà Nẵng. Em học đó là tháng 10, cái xong em về quê ăn Tết. Ăn Tết xong ra Tết thì nhà trọ họ lấy lại và em chuyển xin ở trạm khác. Thì lúc chồng em mà chuyển qua vào buổi sáng thì anh ở phòng số 7. Còn em thì em chuyển vào buổi chiều, em ở phòng số 6. Ồ, từ 2010 đến bây giờ hả? Dạ là 11 năm ạ. À. 11 năm. Anh ngạc nhiên vì thấy thời gian kiểu bọn em quen nhau quá dài á. Thế thấy bọn em tiếp tục cái câu chuyện cơ duyên đi nè. Dạ, bắt đầu là em ở phòng số 6 khoảng chừng tầm 2-3 ngày thì có anh với mấy đứa em ấy cũng xin chuyển vô. Với lại phòng rất là chặt anh Tuân, xong là em cũng tới anh thấy đi làm về mà cũng có một mình, không nói chuyện, không có tiếp xúc với mấy anh chị chị trả cùng phòng, cùng trọ. Cái sau đó là các em bắt đầu bắt đầu tiếp xúc nói chuyện với nhau ạ. Và em tán em trước. Cho anh hỏi Nam là Nam còn nhớ cái lý do đầu tiên mà Dầu ra để nói chuyện với mình là lý do gì không? Lúc đó là em đang vừa đi học vừa đi làm. Sau cái và em để ý thì em đi làm về cái chỉ đứng ở ngồi đợi cửa em. Cái từ đó em cũng thấy có gì đó quan tâm á. Tại vì trước giờ em không có ai quan tâm hết. Cảm động từ lúc đó thì bắt đầu để ý dần. Cái em là người chủ động rủ đi cà phê, bật đèn xanh chơi và em tán. À, hồi nãy em khẳng định là rồi em tán đi em. Nhưng mà em lại mà rủ người ta đi cà phê trước, đúng không? Dạ, yeah. Em tán em trước nhưng mà không dám nói trước lời tỏ tình á. Em chủ động em bật đèn xanh luôn. Cho anh hỏi Nam là em có nhớ lại cái cảm xúc của mình khi lần đầu tiên mà em quyết định rủ Dầu đi cà phê, lúc đấy mình có run không em? Tại vì dù gì lúc đấy cũng là hai đứa con trai mà mình đâu có biết đối phương chắc chắn là như thế nào đâu mà mình dám rủ người ta đi cà phê. Trong khi anh thấy em là một người khá là nhút nhát và nội tâm đúng không? Kín đáo đúng không? Lúc đó em run lắm nha. Em có nhắn tin em kêu bây giờ có rảnh không? Chạy qua chỗ làm mà uống cà phê cho vui. Em mới vừa nói xong á, cái em đi lên em xách em đồ cho khách xuống á. Tức là em ngó ra cửa là em thấy đứng ở ngoài cửa rồi. Chị thích vụ này nè, thật sự luôn, cá tính rất là giống chị luôn. Chị mà thích ai á, người ta rủ kìa là bỏ hết, chạy liền. Em thấy em có hết hồn không? Em có sợ không? Lúc đó em sợ chứ, em luôn mà em sợ. Chưa bao giờ ai rủ mình đi cà phê hết, tự nhiên có tin nhắn tới. Em cũng không làm gì, em vừa mới đi học ra cái em chạy cà phê luôn, rất là mừng, vui. Thời tới rồi, thời tới rồi. Thời tới cảm thông kịp đó. Trong cái buổi cà phê đó, bọn mình đã nói chuyện gì để tìm hiểu nhau nè? Buổi cà phê đó cũng bình thường thôi, hai đứa ngồi cái ngó qua ngó lại có cười chứ cũng không biết nói gì hết. Em là em ít nói nữa. Mà đúng là em cũng ít nói nữa. Là hay ngại cứ ngó qua ngó lại cười, cứ uống xong cái và em về. Còn em ở lại làm tiếp và về sau. Em đó là vợ em ngồi đứng canh cửa cho em luôn. Ban ngày đi uống cà phê, tối về đứng canh cửa đúng không? Thì không, cà phê lúc đó là 8 giờ tối chị. Dạ không, về em học bài xong lúc đó là tầm khoảng 10 giờ anh cứ đi làm về, em thấy kia quá. Mà trong giấy trọ thì hàng khó cửa, sợ anh không về vô được cái em đứng lên nồng giờ đợi cửa. Cho anh hỏi là sau cái buổi cà phê đó thì bọn mình tìm hiểu nhau như thế nào tiếp theo? Sau buổi cà phê đó thì vợ em mua xong nồi chén bát đem qua phòng em luôn. Trong khi đó là em đi ăn cơm quán ấy, em không có nấu nướng gì hết. Cái đem qua cái tự vô cái tự nấu ăn tự ấy. Em đi học đi làm việc là có sẵn hết. Còn ghi giấy rồi để lên bàn nữa. Em dầu lại cũng được một sắc như vậy. Mỗi lần nấu ăn xong là đi là ghi để lại.
Wow. Thấy trời ông Lộ ơi, muốn tán tỉnh người khác là phải qua đường bao tử. Mọi người ơi, thật sự em rất là khổ tâm vì cái chuyện nấu ăn luôn mọi người. Xém cháy nhà mấy lần rồi, nhưng mà chị thật sự nghe cái câu chuyện mà em rất nể luôn. Chị chỉ cần là một buổi ăn thôi là chị đổ rồi đó. Còn này là một sắp giấy luôn nha anh Tuân, một sắp nha anh Tuân. Đó là một quá trình luôn đó, hèn chi mà không đổ sao được. Vậy thì cái thời gian mà nấu ăn kiên trì em mất bao lâu thì bắt đầu em đáp lại tình cảm của bạn vậy? Em thì cũng dễ, tại vì ai mà quan tâm em á chứ em quan tâm lại người đó, và em cũng bày tỏ tình cảm của mình vậy ở đâu cũng được 4-5 ngày bắt đầu cái vợ em kia thôi cho giọng qua ở chung, cái em cũng đồng ý. Đầu từ đó cũng lâu quá ha. Cái ngày đầu tiên khi mà dọn qua ở với nhau á, nó có gì xảy ra không em? Tối đêm đầu tiên thì có nè, có mà lúc đó em cùng khèn lắm, em mới lên thành phố á, em nhát lắm, em không biết làm gì hết trơn á, nằm trong vậy cái vợ xiết lại cái kéo em buồn, cái tự vợ em làm luôn. Tại vì tối đó ngủ cái em rất là sợ ở phòng trọ nữa, rồi em nằm xiết vô thì những cái đồng anh cái hôn nhau luôn đấy ạ. Trời, lý do thấy ghê quá, ở phòng trọ nó sợ đó, cái nằm xích vô, ủa vậy cho bà ngủ phòng bà có một mình rồi sao, thế tự nhiên qua phòng của người ta ngủ chung cái sợ, ủa kỳ vậy. hay sợ không lắm chị, qua cái đêm đầu tiên đó xóm dậy hai đứa không nhìn nhận nhau luôn, cứ đi cái lủi nhau đi. Dễ hơn ha, chị ước gì chị cũng ngây thơ được vậy. Anh Tuấn gì ngỡ ngàng như vậy? Tại vì anh thắc mắc á, nhẽ ra khi mà mình đã làm cái chuyện đấy với nhau rồi nhá, thì mình đã biết hết về nhau rồi thì mình lại càng không có gì phải ngại chứ ha. Thì đó là cũng là mối tình đầu của tụi em luôn, tôi rất là ngại nè, cũng là lần đầu là... À, lần đầu luôn hả? Ủa Nam ơi Nam, nếu mà nói về lần đầu đó thì cho anh hỏi là tối đấy Nam á thấy giàu có nhiều kinh nghiệm không em? Lần đầu mà hỏi nhiều kinh nghiệm không là sao? Đâu phải em, ai cũng lần đầu như anh đâu. Không em, tại vì có nhiều người á họ có năng khiếu. Gì? Nên đúng rồi đó. Chuyên nghiệp đó. Thấy chưa? Biết cách làm rồi, đang luôn á. Nhưng mà ngược lại là em biết dễ luôn. Qua thơ ba lần sau rồi em mới biết. Thật sự là chị không nghĩ xa xôi gì được đâu. Chị nghĩ là lần đầu của mọi người cũng giống nhau, chị cũng vậy. Hai đứa sống với nhau cái được đầu nửa tháng thì phải em thâu đẩu xưng hô đi. Chứ sao keo mít như vậy được. Và lúc đó là đổ xưng hô kia bằng vợ chồng để cho không có thân mật gần gũi hơn ạ. Thì khi mà mình xưng vợ chồng như thế, nhỡ khi có người ngoài nghe được thì sao vậy? Đó ngồi là chỉ có kêu em với nhau thôi. Còn ví dụ về nhà kêu vợ với chồng cho nó thân mật vậy. Mà lúc mới kêu cũng ngại đó mà. Ờ đúng không? Ngại chứ. Tại vì 10 năm trước là chưa quá cởi mở như bây đúng giờ rồi. Đâu. Mà đặc biệt là các bạn đang ở miền Trung nữa, đúng rồi. Ừ, đúng. Ê thế cho anh hỏi là cái việc come out của hai bọn em đi, bây giờ cho anh hỏi Nam trước đi ha, là Nam đã come out với gia đình chưa? Dạ yeah, em come out với gia đình em rồi, lúc quen vợ em luôn. Cái đêm đó là vợ em đi thực tập, có một bạn khác có vô chơi trong hào em á, bạn đó xin ở lại, cái em mới điện cho bạn có đồng ý cho bạn đó ở lại chơi không, và em mới cứ thì thôi cho lại ở lại cũng được. Cái đêm đó bạn đó cứ kiểu như là thích em ấy, kiểu vẻ như là muốn làm với em ấy. Nhưng mà em không chết được, em mới tỉnh lại, em kêu không được, mình đâu có quen vợ mình rồi, giờ mình không thể làm như đây được. Em mới chạy ra ngồi gọi về nhà thông báo luôn với lại gia đình luôn, em báo cho anh em trước là bắt đầu bị chửi, là nói là rất là nặng nề luôn, nếu mà rước thì đi luôn đi chứ đừng có về, nếu mà về thì xấu mẹ gia đình. Ba em thì mất rồi, ba em mất lúc em học lớp 7, còn mẹ em lúc đó thì cũng bệnh nặng rồi, cho nên mẹ em cũng không còn biết gì nữa, cho nên em chỉ có come out với anh chị em thôi. Nhưng mà lúc đấy anh của em bảo là em đi luôn đi thì trong lòng của em có bị buồn hay là khó xử nhiều không? Dạ lúc đó em cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi, em cũng buồn một tí thôi chứ em không có công gì, em cũng tự lập từ nhỏ giờ rồi, mà em cũng quyết định là em cũng đi lập nghiệp xoa chứ em không có về quê, cho nên em cũng xác định được lúc đó anh em nói thì tình anh em nó sức khỏe thì em buồn thôi, chứ còn thật sự là em cũng không lo, em cũng không sợ về vấn đề. Ừ anh hiểu, nhưng mà sau khi em come out với gia đình rồi thì cái bạn mà đang ở trong phòng của em á, em
em xử lý cái câu chuyện đó như thế nào để cho vợ em đừng có buồn? Em sợ vô phòng đó là mình sẽ kiềm chế không được, cho nên em ra em tắm xong rồi cái em ra ngoài đường em ngồi em gọi vợ em, sau cái gọi anh em công ao xong rồi em ngồi viết ở ngồi á, cái từ sáng là em đi làm trước cùng bạn đó đi về sau, sau đó vợ em biết em nói luôn mà em đâu có giấu đâu, em nói vợ em là rứt, cái vợ em mới ghen lên cái không cho anh gọi điện nữa, cái em cũng cắt đứt liên lạc với người đó luôn. Đúng rồi, sao mà cho được. Cho chị hỏi cái khoảng thời gian mà em cơm ao với gia đình em tới bây giờ thời điểm hiện tại thì em đã kết nối lại với gia đình một cách bình thường chưa? Về cái sau đó là em và vợ em về quê cũng tầm khoảng 5 năm. Em có cuộc sống, em xây nhà, công việc ổn định ở quê xong rồi cái anh em mới lên là nói thôi cũng chấp nhận. À đó, thấy chưa? Có nghĩa là cái thời điểm đầu rất là cực đúng không? Nhưng mà các bạn sống về lâu về dài và mình chứng minh được là cuộc sống của mình là nó chính đáng, cái hạnh phúc của mình rất là chính đáng và từ đó mình làm được nhiều thứ hơn cho gia đình thì bây giờ gia đình đã chấp nhận. Nhiều cái bạn trẻ bây giờ không có cơm ao được rồi cái bắt đầu là nghĩ là gia đình làm khó làm dễ, nhưng mà cái cách của các bạn đang xem là cái cách phải nói là mình thấy là rất là hợp lý luôn. Mình chứng minh được cái khả năng của mình khi mình sống được với cái sự lựa chọn của mình. Rồi, dạ. Quay qua câu chuyện của bà xã em đi. Dạ, câu chuyện của em là em ăn cơm ao, công việc ổn định với là em lo được tài chính cùng với chồng, với lại tụi em xây nhà riêng, sắm sửa mọi thứ đầy đủ rồi em cơm ao sau chồng em ạ. Em cơm ao vào năm 2017 ạ. Lúc cơm ao thì ba thì cũng không có bất ngờ mấy, nhưng mà mẹ thì hơi sốc và khóc rất là nhiều. Lúc đó mẹ rất là buồn, mẹ gọi, mẹ khóc, mẹ kêu mẹ nuôi bốn anh em từ nhỏ đến lớn mà đang mẹ không phát hiện được con như thế, mà giờ con lại ổn định như rồi con lại báo cho mẹ biết, tin mẹ rất là sốc. Bây giờ ba vợ của em là chấp nhận em rồi, bên anh chị cũng chấp nhận bà em rồi, nhưng mà chỉ có mẹ con hơi bị khó tính, vẫn chưa chịu chấp nhận lắm. Là đến bây giờ rồi hả em, là vẫn còn chưa có thật sự chấp nhận? Dạ, nhưng mà mẹ vẫn gọi hỏi thăm hai đứa đều, mà mỗi lần về là cứ tách hai đứa ra, kiểu như là không muốn cho hai đứa ở với nhau. Anh em với nhau coi như thân thiết thì lâu lâu gặp với nhau, bây giờ hai đứa về mỗi đứa kiếm vợ và sinh con rồi. Em nghe em cũng buồn lắm chứ, nhưng mà thôi mình có chấp nhận, mình có hiểu được cho cha mẹ mình nữa. Đúng rồi. Mọi người nghe cái câu chuyện đó thì mọi người sẽ thấy là mắc cười đúng không? Nhưng mà nếu mà đứng ở vị trí của người trong cuộc đó, mọi người cũng rất là đau lòng. Mình đã come out với gia đình từ năm 2017 tới bây giờ là 5 năm rồi, nhưng mà cha mẹ vẫn không có thể nào hiểu mình được. Nhưng mà khi mà nghĩ ngược về người mẹ thì cái sự khó chấp nhận đó không phải là một sớm một chiều được, với lại hai bạn không có ở chung trong nhà nữa cho nên có nhiều cái lắm. Dạ, ba mẹ anh chị em thì rất là ủng hộ, lúc nào cũng hối nha. À, hai đứa đám cưới luôn đi chứ còn chần chờ gì nữa. Theo em được biết anh Tuân ở miền Trung đó có rất là nhiều vùng quê, tại em theo là em follow theo mấy bà lưu tô thôi, nhìn nhận mấy bà lưu tô đó đã khó, cho nên đó là cái việc mà người ta nhìn nhận một cái cặp đôi của cộng đồng LGBT mà tồn tại ở cái xã hội ở đó nữa và để công nhận nữa là cái chuyện rất là khó. Lúc hai đứa em mới bắt đầu ở hồi thành phố áp lực nhiều quá, thế mới kêu thôi dẫn về quê ở, mà cũng không nghĩ là về quê họ sẽ gây áp lực cho mình nhiều đến thế, cho nên hai đứa cũng bình thản dẫn nhau về vậy. Trong khi là em phải để vợ em ở nhà một mình, ở Đà Nẵng về em làm khoảng một tiếng sáng em đi, chiều em về với vợ em vậy, cũng một năm đó em kêu thôi cực quá, thôi em dọn về là ở nhà ở với vợ em luôn. Mới lúc về thật là khổ lắm chị, hai đứa hai bàn tay trắng vậy, không có gì hết, chỉ có một cái ngôi nhà nhỏ vậy, không có một bất cứ vật dụng gì để sinh hoạt, và vợ em phải đi buôn, đi mua cái này mua cái kia về rồi chở ra thành phố bán, mà lúc đó không có một chiếc xe để đi luôn, chỉ có một chiếc xe để đi mà nó cháy máy mét. Đi mỗi lần mình đừng mua vợ em mới ghép bộ qua nước, em nhìn em rất xấu, em thấy vậy cái em phải cố gắng em đồng thật nhiều. Sau đó vợ em kêu thôi như tình hình như đây là không có thể sống đủ ở đây được, các vợ em mới kêu thôi để về đây rồi em xin công việc ở quê, còn em là em buôn bán. Cái bắt đầu cuộc sống của hai đứa từ đó bắt đầu khá hơn, có đồng ra đồng vô. Em thì xin được vào làm điều dưỡng, lương tháng còn ổn định, còn ảnh thì bắt đầu học mà nấu ăn, rồi bắt đầu dần dần thuê một cái kiosk nhỏ bán ăn sáng. Cuộc sống của vợ chồng em thì cũng là khổ, từ sinh viên đến
Thì đến năm 2018 thì tụi em mới được ổn định. Lúc mà mới về đây chịu rất nhiều áp lực từ công việc đến xã hội nữa. Và em mà đi ra đường á là đi rồi là họ đứng họ sẽ nói đằng sau mình, nói sau lưng mình. Có những thứ mà em nghe mà em rất là buồn. Họ dùng những cái lời rất là nẹn mà đến nỗi mà em vào quán em ăn ấy, là em cũng phải tranh thủ em ăn cho thật nhanh để em đứng dậy đi. Họ thấy em vô là bắt đầu là họ nói nhỏ với nhau vậy. Thứ bia đây này, thứ bia đây kia. Họ không có kêu tay mình, nhưng mà họ nói cứ kiểu như là bấm gió vậy. Họ nói họ giống như ám chỉ mình. Lúc mà dẫn mà em về là em đã suy nghĩ được chấp nhận điều này rồi. Rồi mới có thể sống tiếp được ở quê. Cho nên cứ mặc kệ ai nói cái hai đứa cứ đi làm đi ăn xong cứ về cái rồi về nhà đóng cửa lại, không nói chuyện không gì hết, không tiếp xúc với anh. Và sau một thời gian khoảng cỡ hai năm là bắt đầu ai cũng thương. Em mới thấy là để tận hưởng được cái quả ngọt này thì hai bạn đã phải trải qua, phải vun đắp rất là nhiều trong quãng thời gian quá dài. Thật ra anh nghe hai bạn kể câu chuyện mà anh cực kỳ được truyền cảm hứng luôn nha. Cái câu chuyện tình yêu của hai bạn nó giống như là một cái câu chuyện ngôn tình mà nó không phải là ở cái mức gọi là quá xa hoa đẹp đẽ, nhưng mà nó nằm ở cái tình cảm á, mới có thể vượt qua những cái giai đoạn khó khăn của cuộc sống rất 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 là lớn như vậy. Mình muốn nói với hai bạn như thế này, mình đã quay rất là nhiều số. Đây là cái số mà mình cảm thấy là mình rất là xúc động luôn khi mình nghe tới cái câu chuyện bươn chải của hai bạn. Thật sự ra cái câu chuyện của các bạn làm chạm tới trái tim mình luôn á. Nếu mà chỉ có tình cảm không, mà không có sự san sẻ, không có sự mà đoàn kết á, thì không bao giờ vượt qua những khoảng thời gian khó khăn được. Thậm chí ngay cả cuộc sống đang rất là yên bình rồi, họ vẫn còn dễ va vấp nữa, nói gì cuộc sống của hai bạn đã bắt đầu rất là khó khăn như vậy, mà hai bạn đã cùng nhau vượt qua tất cả mọi thứ nha, mà trong khi chưa hề có kinh nghiệm yêu đương gì. Lúc mới quen vợ em là em cũng không có nghĩ là hai đứa sẽ tiến xa nếu như vậy. Cứ bình thường, cứ để cho nó trôi tự nhiên vậy. Cái làm ăn được ngày nào hay ngày đó, quen với nhau được ngày nào hay ngày đó, mình đâu có biết là sống đời với nhau được bao nhiêu ngày đâu. Chủ yếu là mình sống được ngày nào vui ngày đó, hạnh phúc được ngày đó, chứ còn mình không có thể biết nói trước được tất cả điều gì hết. Đến khi mà mình quay lại mình nhìn á là cái số năm đó lên đã 10 năm. Lúc mà kể vả với nhau cũng có lời qua tiếng lại rất là nhiều, có lúc em phải bỏ đi luôn, nhưng mà lúc em nghĩ lại là lúc mà mình gặp vợ mình hai bàn tay trắng, cuộc sống không có gì hết, vợ mình phải cực khổ ở với mình, cho nên em phải quay về. Vợ em cũng bắt đầu là thôi nói về quay về được, rồi tiếp tục hai đứa sống. Thấy không Lộ ơi? Dạ. Phải trải qua khó khăn mới biết được tình cảm này cho nhau thế nào nha. Dạ. Thật ra tụi em cũng sắp sửa rồi, cho nên là anh không có cần mơ ước gì đâu. Không. Hồi nãy giờ mình đã nói về cái thời điểm khó khăn nhất. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ một cái thật sự dễ thương, đó là từ khi về ở chung tới bây giờ có kỷ niệm nào mà các bạn đáng nhớ nhất? Dạ, kỷ niệm nhớ nhất là tháng 6 năm 2016 là tụi em bắt đầu đặt viên gạch đầu tiên để xây nhà. Bây giờ tụi em có nhà riêng, có mọi thứ rồi. Rồi nói chung là cũng đủ sống, chứ không phải là giàu có thì, nhưng mà đối với ngày xưa là nó đã quá hoàn hảo rồi. Nhà có hồ bơi không em? Dạ, nhà em có hồ cá rồi. Hai hồ cá luôn. Không, anh ơi, mình phải lường trước cái sự khiêm tốn của người khác, hiểu không? Em hỏi như vậy là để phủ đầu luôn. Có nghĩa là thôi, nhà cũng nhỏ thôi, anh chị đơn giản thôi, cũng có khoảng 3-4 lầu, đẹp 2-3 cái hồ bơi vậy. Là chết đó. Hai bạn tự làm, tự xây nhà luôn là cái điều khủng khiếp nhất mà phải nói không ai biết, ai không phải cặp đôi nào cũng làm được đâu. Anh có một cái này cần phải hỏi, tại vì rất là khó để gặp được một mối quan hệ lâu dài như vậy, nên anh vẫn rất thắc mắc là mình xin xen vô, tại vì mà hai bạn cũng thông cảm đi, đối với anh Tuân đó, 10 năm đó là một con số khủng khiếp đó. Anh Tuân là 10 tháng là nhiều rồi, cho nên là anh sẽ hỏi nhiều lắm. Ê, hai em thông cảm nha, rồi anh hỏi đi. Cho anh hỏi là mình làm sao để mình giữ được cái lửa ở trong hôn nhân? Dạ, em thì đi làm, còn anh thì làm việc buôn bán, nhưng mới làm mọi thứ, là cả việc nấu cơm trưa, còn em đi làm thì trưa về các cơm ăn, rồi xong em về chén, không bao giờ cho em đi ăn quá. Dạ. Rồi em sống chăm sóc qua lại với nhau vậy, cứ công việc là không có nặng qua cho ai hết.
ví dụ em mà em làm xong công việc của em rồi á mà vợ em chưa xong em vẫn làm, nó gắn kết với nhau như thế chứ cũng không có cái gì là đấy đâu. Lộ vậy là em có nhận ra câu trả lời của cặp đôi này không? Có, thật sự là biết san sẻ nhau từ chút tâm trong cuộc sống luôn. Hai bạn giống như đang tán với cái lòng ngực của mình vậy đó. Với lại cái vấn đề là như vậy nè Lộ, thật sự á, cái gắn kết cho hai bạn đó, nó chỉ có đơn giản là tình yêu thôi. Tại vì á, nghe cái cách hai bạn san sẻ cuộc sống hàng ngày từ những cái việc rất là bình thường như vậy, đối với mọi người những việc đấy bình thường mà em, nhưng mà hai bạn vẫn giữ những cái đấy như là một cái cách để mà mình truyền lửa trong tình cảm đi ha. Còn có những người mà tình cảm của họ không nhiều á, thì cho dù em có làm cái gì cho họ đi nữa thì họ cũng không có cảm thấy trân trọng như là cách mà hai bạn này đang trân trọng nhau như vậy đâu nha. Rồi, thế bây giờ đến phần mà Lộ thích hỏi đi. Rồi anh nhường cho em hỏi luôn đó. Có nghe kể xấu đó Phương, bây giờ ai kể trước? Dạ, thật xấu của chồng em là thứ nhất là hay nóng tính. Rất là nóng tính, ví dụ nói mà anh không cãi lại em là anh tập đồ hoặc là đi ra chỗ khác anh sẽ im ru và không nói gì. Thứ hai là lúc anh chủ nhật là chiều, người chủ nhật em là giờ em ngủ, em ăn xong trưa là em ngủ tới chiều tới 5 giờ, có khi tới 6-7 giờ luôn, là anh dậy mình anh buồn anh làm vô anh quậy anh khóc anh béo lụt lét rồi yếu rồi xong là kém vú đau. Của thế thôi hả em? Dạ. Mấy cái nó cũng liệt vô tập 6 nữa. Ờ, chị đâu thấy 6 chỗ nào đâu. Dậy em bùng lên, em hay kém dậy luôn mà em đang ngủ nữa. Với lại em ngủ em sợ và em mập. Chứ mập quá nhiều mỡ cũng nguy hiểm. Em ơi, anh có một câu hỏi nha, tại vì anh cũng có một người bạn á mà anh thấy là ngủ cũng ít nhưng mà ăn cũng ít, em mà sao cứ mập đều luôn á anh ơi. Tại vì mấy bạn nó bạn nghiệp đó anh, không ăn vẫn mập luôn nha anh, tại nghiệp tù á nó mập được mà... chưa trả lời gì hợp lý cho anh Tuân. Em béo vợ em phải tập thể dục, không đi tập gym là phải đi đá banh, mà vợ em thích đá banh. Cứ chiều em xong là em đi tập gym cùng vợ em là đi đá banh nè. Trời tại ơi, cũng khó ha, tại vì bạn của anh là con gái em nên bây giờ muốn tập gym hay đá banh đá bóng cũng khó, nên thôi kệ bạn đi. Trời mọi người ơi, tức quá à, cắt chút xíu đi cho xin 5 phút để chỉ lộn được không? Trời ơi, hai bạn đi đá banh luôn hả? Chơi mạnh bạo dữ vậy? Đi làm xong về là em tắm rửa ăn cái gì ổ bánh mì nhẹ nhẹ là 5 rưỡi em đi đá banh tới 7 giờ em về à. Trời ơi, bà con gái kiểu gì vậy? Đá banh luôn hả? Em á, em chỉ tập thể dục gọi là sao thẩm mỹ thôi, aerobic được thôi mọi người, nhưng mà em tập vài lần của mọi người hiểu lầm á, lại múa lân cho nên em nghỉ tập luôn rồi. Anh chị biết sao không? Đi ra ngồi á, họ cứ nói bà em là tốt không à, chứ họ không trước thì em đi đăng ký học võ rồi à, bà em phải mạnh mẽ như vậy chứ còn không thích cái kiểu mà mềm mại quá. Thế bây giờ cho Nam kể tật xấu của giàu đi. Anh hy vọng là nhiều một tí. Chứ tật xấu mà chẳng có gì như thế này thì mất luôn cái phần này của bọn anh rồi. Tật xấu của bà em thì em nói thật sự bà em là rất tốt, chăm sóc em từng ly từng tí một. Nhưng mà có cái bà em hay ghen quá, ghen bắt bóp luôn, ghen với bánh bèo luôn. Ghen quá em áp lực quá em chịu không được, có khi em bỏ nhà em đi vậy. Thế thì cho phép anh hỏi giàu nha, tại vì anh cũng thắc mắc về tâm lý của những cái người hay ghen mà gọi là ghen bất khuất á, tại sao mà mình phải ghen nhiều đến mức đó này? Tại vì em thấy cái chi mà nhắn tin miết, ngày nào cũng nhắn tin em thấy rất là bực. À, nhắn tin với bạn bè cũng không cho nữa, em đi ra ngồi cũng không cho nữa, em chỉ đi tập gym xong cái em về vậy á, chứ không cho em đi chơi ở đâu luôn. Ăn trên phòng gym đồ rủ đi uống nước rồi em cũng không dám nhận lời họ đi trễ về hay là đi ăn đâu về trễ, là ối của chứ đi đâu giờ chừng mới về. Trễ 5-10 phút là bắt đầu ghen đó, là cho nên thầu em cũng không đi chơi luôn. Thật ra đó thì sống tới 10 năm mà phương pháp nào mà em thấy ổn đó em cứ xài bình thường. Bản thân chị á thì chị thấy như vậy thì nó tốt hơn. Mình cũng đừng căng quá, tại căng quá nó đứt. Ngày xưa ông bà hay dạy là lạt mềm buộc chặt, nhưng mà anh thấy là nó không có đúng ở trong trường hợp của giàu với Nam. Mình muốn khuyên giàu là thôi bớt ghen lại đi cũng không được, tại vì mình không có quen được ai mà lâu như lại như người ta. Có nghĩa là tụi chị không đủ kinh nghiệm để khuyên em á. Đúng rồi. Không giỏi bằng em nên không dám khuyên em. Với lại gì nè, thật ra thì em nghĩ là Nam cũng rất là áp lực á anh. Có nghĩa là không dám. Tại vì nè, vừa mạnh mẽ, vừa đá banh, vừa biết học võ nữa. Nó đánh chết. Đúng không? Yeah,
cần gì phải làm như vậy. Tại vì em nếu mà em có muốn đi á là cũng không ai cản em được, nhưng mà em cũng phải nhẫn nhịn để tiếp tục. Thế cho anh hỏi Nam là Nam muốn thay đổi cái việc ghen tuông này ở giàu không? Dạ, em muốn vợ em là bớt gan lại. Khi mà tụi chị nhận được cái thông tin mà tụi em đã sống trên 10 năm rồi á, và vượt qua bao nhiêu thứ đó, thiệt sự là chị không có gì để chỉ, không có gì để bàn. Bản thân không chị dạ. Hỏi là hỏi như vậy, chứ thật sự là tụi chị cũng hiểu nhầm ngầm với nhau là khi mà kể tật xấu tụi em cũng không đảm bảo luôn, không ai có tật xấu gì hết trơn á. Bản thân chị rất là vui khi hai đứa hôm nay xuất hiện tại chương trình này, tại vì á, các em biết là cái chương trình của mình đó nó mang một ý nghĩa nhất định cho cộng đồng, người cho người khác nhìn vô hôn nhân của cộng đồng mình đó có một cái sự tin tưởng nhất định. Và hôm nay rất là cảm ơn hai đứa đã mang câu chuyện tình cảm của hai đứa đến với chương trình ngày hôm nay. Thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì cảm ơn hai bạn một lần nữa rất là nhiều để dành thời gian để chia sẻ câu chuyện của mình. Hy vọng thì trong thời gian sắp tới thì các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trong cuộc sống nè, rồi có thể sớm có em bé nè, rồi chúng ta sẽ ví dụ như là bây giờ cất được cái nhà, mai mốt cất được 20-30 cái nhà nữa.